viện Tường Vân. Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 50, lễ tổng kết khóa tu một ngày an lạc lần thứ 4 và báo cáo công tác Phật sự năm 2014. Sáng ngày 1 tháng 2 năm 2015, nhằm ngày 13 tháng 12 năm Giáp Ngọ, hơn 3.500 Phật tử khắp các nơi đã vân tập về tham dự khóa tu một ngày an lạc lần thứ 50 tại tu viện Tường Vân. Đây cũng là lễ tổng kết một năm tu học của Phật tử tại tự viện. Ngay sau khi ngôi tự viện Tường Vân hoàn thành công trình trùng tu, được khánh thành vào ngày 25 tháng 12 năm 2010, nhằm vào ngày 20 tháng 11 năm Canh Dần, đến ngày 6 tháng 3 năm 2011, nhằm ngày 2 tháng 2 năm Tân Mão, khóa tu một ngày an lạc đã chính thức khai giảng, với buổi đầu khoảng 1.700 hành giả tham dự. Tính đến nay, sau 4 năm, tu viện đã tổ chức đều đặn mỗi tháng một lần cho quý Phật tử gần xa, trong và ngoài thành phố Hồ Chí Minh về tham dự. Mỗi khóa tu thu hút khoảng 3.000 hành giả, lúc cao điểm lên tới hơn 3.500 hành giả tham dự. Trong năm 2014 vừa qua, tu viện Tường Vân đã tổ chức được 13 khóa tu, từ khóa 38 đến khóa 50 tính theo lịch nguyên. Mỗi khóa tu cuối trong năm đều lấy ngày đó làm lễ tổng kết để báo cáo công tác Phật sự của các ban tại tu viện, tán dương công đức những Phật tử hết lòng ủng hộ Phật Pháp và những hành giả tu học tinh tấn. Do đó, khóa tu lần thứ 50 là khóa tu cuối trong năm được lấy làm lễ tổng kết khóa tu một ngày an lạc lần thứ 4 và báo cáo công tác Phật sự năm 2014. Khóa tu lần này có hơn 4.000 Phật tử ở khắp các nơi về tham dự, bao gồm thành viên của các ban trong tu viện. Qua một năm tinh tấn tu học, các hành giả và các ban có dịp ngồi cùng nhau đánh giá, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc tu học và các Phật sự trong suốt thời gian qua. Theo thường lệ trong thời khóa tu học, mở đầu là buổi sinh hoạt nội quy của Đại Đức Thích Phước Tiến, trưởng ban tổ chức khóa tu một ngày an lạc. 8 giờ, nhận lời mời từ Đại Đức Thích Phước Tiến, trụ trì tu viện Tường Vân, thượng tọa Thích Quảng Thiện, ủy viên ban giáo dục tăng ni thành phố Hồ Chí Minh, giáo thọ sư các trường Phật học thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Tịnh Quang tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, Quang Lâm và ban một thời pháp thoại. Nắm và biết gì đây? Biết buồn. Thở vô không thở ra là chết. Thở ra mà không thở vô cũng gì? Chết. Mười giờ, chuông trống bát nhã cung kính nghênh đón chư tôn đức trong ban nghi lễ Quang Lâm giảng đường, hướng dẫn đại chúng thọ trì đại bi thần chú. Sự thành công của tất cả các khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân phải kể đến sự đóng góp to lớn của ban công quả nhà chùa và các bạn trẻ thuộc ban hành đường tại tu viện. Cứ mỗi tháng một lần, trước khóa tu một ngày, bộ phận hậu cần đã dốc toàn tâm lực từ những vùng miền xa xôi, vân tập trở về bổn tự từ sớm để lo phần thức ăn cho quý hành giả tham dự khóa tu một ngày an lạc được an tâm tu học. 11 giờ, Đại Đức trưởng ban tổ chức hướng dẫn đại chúng thực hành nghi thức cúng khóa đường. Nhờ trên chư Phật gia hộ được chư tôn thiền. 15 giờ, lễ tổng kết khóa tu một ngày an lạc lần 4 và báo cáo công tác Phật sự năm 2014 tại đạo tràng tu viện Tường Vân đã long trọng diễn ra với sự quang lâm chứng minh và tham dự của Hòa thượng Thích Thiện Lạc, ủy viên ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, chủ trì chùa Tam Bửu, Hòa thượng Thích Thiện Bửu, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, chủ trì chùa Pháp Nguyên,
Thượng tọa Thích Huệ Minh, Phó Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, chủ trì chùa Liên Trì, Đại đức Thích Phước Tiến, Phó Tổng thư ký Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì tu viện Tường Vân. Đại đức Thích Phước Nghĩa, Giáo thọ sư trường Cao Trung Phật học thành phố Hồ Chí Minh cùng chư đại đức tăng chứng minh và hơn 4.000 thính chúng vân tập về tham dự. Sự đóng góp các mặt Phật sự và các vấn đề của xã hội, chúng ta cùng góp một bàn tay của một người con Phật trong cái việc mà dấn thân hành đạo cũng như hy sinh phụng sự cho đạo pháp, cho cuộc đời, cho xã hội. Tại buổi lễ, sau tuyên bố lý do của Đại đức Thích Tâm Đạo, Đại đức Thích Phước Tiến, trưởng ban tổ chức, phát biểu khai mạc. Chúng tôi xin được báo cáo kết quả chương trình của khóa tu Một Ngày An Lạc năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 như sau. Tiếp theo, Đại đức Thích Tâm Tuệ, thay mặt Ban Thư ký của tu viện, báo cáo công tác hoạt động Phật sự một năm qua. Đại đức cũng nêu lên những điểm mạnh, điểm yếu, khó khăn của hoạt động khóa tu Một Ngày An Lạc năm 2014 và đề ra phương hướng thực hiện khóa tu Một Ngày An Lạc năm 2015. Trong buổi lễ tổng kết, Phật tử Tâm Nguyện, trưởng ban Ấn Tống, báo cáo cụ thể thu chi của ban trong năm qua, đồng thời nêu lên những thuận lợi và khó khăn của ban năm 2014. Để chánh pháp được mở mang, giúp đỡ cho những người vùng sâu, vùng xa, có điều kiện nghe pháp nhằm làm vơi đi niềm đau nỗi khổ do chấp mắc mê lầm. Ban Ấn Tống Phật Pháp ứng dụng Đà Ấn Tống cúng dường miễn phí dễ dàng của Thầy suốt nhiều năm. Tiếp đến là phần báo cáo của Ban Quản trị website Phật Pháp ứng dụng về các công việc trong năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015. Trong năm 2014, website đã đón nhận gần 2 triệu lượt truy cập tại 125 quốc gia trên thế giới. Tiếp theo tại buổi lễ, Phật tử Minh Long, đại diện cho các Phật tử Đạo Tràng Pháp Hoa, Phật tử Huệ Hảo cùng nam nữ Phật tử, đại diện ban hướng dẫn phát biểu cảm tưởng về hành trình Phật sự trong năm qua và dâng lời tri ân đối với Thầy trụ trì. Thay mặt ban tổ chức khóa tu Một Ngày An Lạc, Đại đức Thích Phước Tiến đã tóm lược các hoạt động Phật sự của từng ban tại tu viện trong năm qua và đề ra phương hướng hoạt động cho năm kế tiếp. Đồng thời, Thầy cũng gửi lời cảm ơn đến các ban, các mạnh thường quân hết lòng ủng hộ mọi Phật sự của tu viện. Đoàn bác sĩ từ thiện Hoa Sen đã luôn đồng hành cùng khóa tu trong việc khám sức khỏe, chăm sóc, phát thuốc, đảm bảo sức khỏe cho những hành giả tham dự khóa tu Một Ngày An Lạc tại Bổn Tự. Cũng trong buổi lễ, Hòa Thượng Thích Thiện Lạc đã ban đạo từ khuyến tấn hàng Phật tử. Lễ tổng kết khóa tu Một Ngày An Lạc lần 4 và báo cáo công tác Phật sự năm 2014 của tu viện Tường Vân kết thúc bằng việc trao giấy khen kèm quà tặng đến với các ban và cá nhân có thành tích tu học tốt trong năm qua. Bên cạnh đó, ban tổ chức đặc biệt trao tặng kỷ niệm chương cho hơn 200 hành giả có thành tích tu học xuyên suốt 3 năm qua. Để chúc mừng cho các vị Phật tử nhận kỷ niệm chương. Dạ, từ khi tổ chức tới giờ em dự được 49 khóa tu, em thấy tu viện Tường Vân là nơi tu tập tốt. Là cái nhân duyên với thầy là chú phải nghe Phật pháp rất là nhiều thầy giảng, nhưng mà cái lối giảng pháp của thầy Phước Tiến phải nói là rất thiết thực, nó áp dụng cuộc sống mình rất là dễ. Tu cũng khoảng 48 lần rồi, tu đi tu thì rất là vui, rất là an lạc, mà cả gia đình tôi cũng có lên tu nữa. Khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 50 cũng là lễ tổng kết khóa tu lần 4 năm Giáp Ngọ 2014 của tu viện Tường Vân đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hy vọng rằng với những thành tựu tu học tiến bộ vượt bậc trong năm vừa qua, năm 2015 tới, Phật tử tu viện tiếp tục phát huy và đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa.